Mình hỏi thiệt các bạn nè, có khi nào mà các bạn ra khu chợ sĩ á, thấy sạp nào đó có quá trời hoa hồng đẹp luôn và mình muốn biết tên các loại hoa hồng mình thích á, để khi nào mình đặt hàng nữa. Và khi người bán người ta đã nhiệt tình chia sẻ hết sức rồi, vậy mà về tới nhà mình quên mất tiêu. Mình đã từng như vậy á, trời ơi là tức luôn á. Nên hôm nay với sự giúp đỡ của các anh chị, mình đã làm một clip tổng hợp tên của rất rất nhiều loại hoa hồng mà hay gặp ở chợ sĩ luôn nè. Mời các bạn đón xem nha. Mình công nhận là các bác nông dân của mình nó họ giỏi ghê luôn á. Trước đây hoa hồng ít màu lắm, muốn dùng những cái màu lạ thì phải sử dụng hoa hồng nhập khẩu mà rất là mắc tiền luôn. Còn những năm trở lại đây á, thì ở Đà Lạt họ đã trồng ra rất rất nhiều các cái loại hoa hồng giống nhập. Gần như là hoa nhập có màu nào thì cái hồng giống nhập có màu tương tự như vậy. Dù hoa và cành có nhỏ hơn hoa nhập á, nhưng mà giá thành tốt hơn. Họ trồng trực tiếp ở Đà Lạt nên là hoa cũng khá là bền. Trong khi hoa hồng nhập khẩu thì phải vận chuyển rất là lâu mới tới tay khách hàng được. Nên hiện nay á, dù khách hàng người ta đặt những cái sản phẩm có giá vừa phải thôi, cũng có thể cắm hoa hồng giống nhập tạo nên những cái sản phẩm xinh quá trời xinh rồi. À, nếu mà các bạn muốn hoa hồng chân được lâu á, thì các bạn phải chọn được hoa tươi. Sau khi vận chuyển 7 tiếng từ Đà Lạt về Sài Gòn á, thì hoa đến nhà là các bạn phải tỉa bớt lá, cắt bớt gai, chuẩn bị nước sạch, cắt gốc, ngâm nước liền để hoa có thể hút được nhiều nước và tươi trở lại nha. Thêm một cái lưu ý nữa là khi mình chọn hoa hồng thì các bạn đừng có chọn hoa búp quá nha. Vì có nhiều loại hoa cái cánh nó dày, nó ôm chặt vào hoa nên hơi khó nở. Đôi lúc là hoa chưa kịp nở thì đã héo mất rồi. Các bạn cũng không nên để hoa hồng ở cái nơi nóng quá, nhiều ánh sáng. Mỗi ngày thì các bạn chịu khó lặt bớt cái cánh ở bên ngoài để những cái cánh hoa bên trong nó có thể nở thêm ra. Hoa hồng khi sử dụng ở Sài Gòn thì thời tiết khá là nóng nên là cái độ bền từ 3 đến 5 ngày tùy theo loại hoa các bạn ha. À, các bạn ơi, chừng này hoa là chưa có đủ đâu. Cùng nhau đón xem phần 2 nữa nha.